Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người vườn hoa hồng Sapa mọi người nhé. Đây là vườn hoa hồng bạch Sapa. Đây là giống là giáo ở Sapa trồng 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 tại đất Lào Cai mọi người nhé. Đấy, Sapa là thuộc huyện của Lào Cai, nhưng mà vẫn là được tách riêng ra nhé mọi người. Vẫn gọi là hoa hồng Sapa chứ không gọi là hoa hồng Lào Cai. Đây, cái giống này thì nó ra hoa chữ chịt luôn. Cái mùa này không phải là mùa hoa của nó. Đấy, nhưng mà nó vẫn có hoa. Đấy, nó ra hoa quanh năm luôn, hoa của nghĩa là đến cái mùa của nó thì hoa, toàn bộ những cây này đều là hoa hết. Đây là mới cắt tỉa cành này mọi người thấy không? Đấy, mới được cắt tỉa cành, cái cành này đã được cắt rồi này. Đấy, cắt tỉa cành để chuẩn bị đón lộc ra và đón hoa mới. Đấy, đây là vườn hoa hồng bạch mọi người nhé. Đây, rất là tật, đây đều là hoa hồng bạch. Đây mọi người thấy bông hoa của nó đẹp. Đấy, đây. Nụ của nó cũng rất là nhiều này, một cây tương đương ấy, một cây này mà tính nha, nó mà ra hết hoa phải mấy chục nụ luôn ấy. Đây này, nguyên cái khóm này nó đã ra tầng này nụ này, 1 2 3 4. Đây, nguyên cái chỗ này nó đã ra, mỗi cành nó trẻ ra là một một một, một bông ở đây này, một nụ rồi. Đấy, người thấy không? Rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, người thấy không? Cái này thì được lấy giống tại Sapa mọi người nhé. Hồng này hồng gai, nhưng mà hồng gai là hồng 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 đây, thân của nó toàn gai này mọi người này, nhiều gai lắm, hồng gai mới hoa nó mới đẹp. Đấy, đây đây là khu vườn của bên nhà trường. Tưởng vừa ông ngoại vừa ra. Hỏi xem phải vấn đấy vừa ông ngoại vừa ra phải không? Nào, vẩy hết vào mặt nhau kìa. Đây gai của nó rất nhiều mọi người. Đây gai của nó đây. Hoa đây. Đấy, hoa. Hoa hồng này không phải hoa hồng bạch, cho nó vẫn có màu hồng với mọi người ạ. Người gọi tên của nó tên là hoa hồng Sapa, hoa hồng bạch Sapa, thế nhưng mà nó vẫn có hoa của nó vẫn pha thêm màu hồng đấy mọi người. Ông ấy chơi cậy ông nhá. Đây. Đây gốc của nó này. Gai của nó chi chít chi chít. Nó ở nhà mình nó buồn à? Thằng này mặc áo khoác, thằng vẫn còn đùi áo cùng tay. Đôi bạn thân tri kỷ đây. Ý cái sao mà đàn tối mà ta đứng nguyên. Toàn trai tôi có thấy gái sắc đâu. Kiếm một đứa con gái là khó cả. Đấy, toàn trai tài thôi, có thấy gái sắc đâu. Đấy, cháu Đắc như bà ngày xưa ấy. Lấy là bà bị ở lưng.
Còn cháu là bị ở cổ mà, cháu bị thoái hóa mà. Lan, đi hiếu này đau răng không ăn kẹo đâu, vớ vẩn. Đau răng. Hôm nay thứ bảy mà dọn gì? À. Cố hát. Có nghĩa là cứ hết một đợt thì sẽ được cắt tỉa, được các cô giáo cắt tỉa một lần đi nhá các bạn nhé. Đây là nhìn những cái bông này mà đã được ra hết hoa rồi, mà người ta sẽ không đốn xuống phía dưới này, gốc cây này mà người ta sẽ cắt ở phía trên này ra những cái bông hoa này để nó ra nhánh. Thì bắt đầu đây nó ra nhánh như cái này thì bắt đầu là nó sẽ ra hoa này mọi người này. Đấy, nó ra nhánh như này bắt đầu ra hoa. Cái giống hoa hồng Sapa này thì trồng rất là dễ luôn. Đấy, khí hậu Sapa thì khí hậu Lào Cai là rất là hợp luôn. Mày xé bớt những cái vảy vảy cái kinh ủi ôi nó vảy kìa. Thế mà cứ ngồi yên cho nó vảy được. Ôi trời, tao chịu con mẹ mày luôn. Đấy. Đây. Bông hoa của nó ra dày hoa như này. Có nghĩa là đến cái mùa của nó bao giờ cái đến cái mùa rộ hoa thì mình sẽ review cho mọi người thăm cái vườn hoa này một lần nhá. Đấy. Còn đây là mình giới thiệu cho các bạn cái giống vừa giống hoa hồng Bạch Sapa này mọi người nhé. Đây nụ của nó ra cũng rất to luôn. Đấy. Cánh hoa đây, cánh hoa của nó rất dày mà ra rất nhiều hoa luôn. Sao lại có cái thể loại có hoa hồng đẹp thế nhỉ? Người có đẹp như hoa hồng được không? Đây. Đấy. Đây là một cái vườn nhỏ ở bên hồng Sapa này. Đây là lấy nhân giấy giống từ Sapa về mọi người nhé. Đây. Đấy, ngọ hoa nụ của nó đây. Nụ hoa. Hoa rất là đẹp luôn. Đấy. Ok, kìa kìa, nó chọc vào mắt nhau. Úi dồi, nó cắn cho kìa, gai nó cắn cho đấy. Gai nó cắn cho đấy. Vừa xong là mình đã review cho mọi người thăm cái vườn hoa hồng Gai, hoa hồng Bạch Sapa. Mọi người thấy video của mình hay, mọi người nhớ cho mình một like, một share và một đăng ký nhé mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau ạ. Xin chào.